Cảm thấy thiếu tự tin với làn da nhiều mụn trứng cá nên cô gái này đã tìm đủ cách để chăm sóc da. Cách đây không lâu, cô có đến một spa gần nhà để điều trị trứng cá. Tại đây, cô được nhân viên tư vấn để tóc cho da bằng cách đắp mặt, bôi kem để giảm mụn trứng cá. Sau 3 ngày để tóc, cô gái trẻ phải đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám vì xuất hiện sốt cao, mệt mỏi, mụn nước lan tỏa toàn bộ vùng mặt, gây ngứa ngáy, khó chịu. Tôi ra sờ 3 thì họ bảo là lúc chuẩn đoán là bị dị ứng nước thì họ lại chăm sóc tiếp. Xong dần dần nó vẫn chăm sóc thì nó vẫn lan ra rất là rộng. Thế à. Nó nổi mủ và mụn nước rất nhiều thì bắt đầu chuyển ra bệnh viện luôn. Thì họ cứ gọi sang để chăm sóc thì cứ bảo là dùng thuốc này, thuốc kia thì để cho đỡ. Thì cuối cùng không đỡ thì bắt đầu tôi chuyển sang bệnh viện luôn. Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị eczema herpeticum. Sau hơn một tuần điều trị, bệnh nhân đã hết sốt, tổn thương cải thiện, khô, bắt đầu bong vẩy. Thì cái trường hợp mà nhiễm virus herpes thì chúng tôi cũng thường xuyên gặp. Có những lần thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận những bệnh nhân cũng sử dụng các mỹ phẩm online mua trên mạng và người ta nghe theo lời quảng cáo thì sau đấy thì bôi xong thì bệnh nhân cũng bị cái tình trạng tương tự, thậm chí là có những bệnh nhân tình trạng còn nặng hơn. Bởi vì nếu mà bệnh nhân không được điều trị và chẩn đoán đúng và kịp thời cũng như chăm sóc tích cực thì có những bệnh nhân sẽ có thể nguy cơ bị hoại tử, bị loét, thậm chí là trong y văn cũng có những trường hợp báo cáo là có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Thời gian gần đây, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp sau chăm sóc da làm đẹp bằng các sản phẩm không rõ thành phần, nguồn gốc dẫn đến tình trạng biến chứng nhiễm trùng nặng. Do đó, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào với làn da, mọi người cần đến bệnh viện thăm khám ngay.